Hello, xin chào quý vị. Ngày mới Phương xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, an vui, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đây là chợ đầu mối nông sản Thủ Đức lớn nhất Sài Gòn. Hôm nay Phương sẽ review khu vực bán trái cây và khu vực bán rau củ quả tại chợ đầu mối. Xin mời quý vị cùng trải nghiệm với Phương nha. Lê đỏ 20.000 một ký, lê xanh 25.000 một ký, táo 35.000 tới 30.000 một ký, 35.000 một ký tùy theo loại. Dưa thái 20.000 một ký, dưa đủ 12.000 một ký. Thanh long từ 15 tới 20.000 một ký. Dưa lê 10.000 một ký. Rồi cá thả lọc 30.000 một ký, có loại 35.000 một ký. Quýt đường 25.000 một ký, lê đường 25.000 một ký. Hỏi ruột đỏ 15.000 một ký, cóc 20.000 một ký, dưa đủ 10.000 một ký. Hỏi núi hoàng 15.000 một ký. Sò keo 5.000 một ký, sò thái 12.000 một ký. Sò thái 10.000 một ký, cấp non thái 15.000 một ký, quýt vàng 20.000 một ký, ổi 15.000 một ký. Sò cốc không có đề giá, sò cá thả lọc 30.000 một ký, sò cá chu 25.000 một ký. Sợi Úc ở đây họ bán 20.000 một ký sợi Úc. Tới mùa của nó thì khoảng 10.000 một ký thôi. Táo đá 20.000 một ký. Đây là khu vực chuyên bán sỉ rau củ quả cho các tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ, họ bán từ 4 giờ sáng tới 1 giờ trưa. Buổi chiều thì họ nghỉ, họ không có bán nha. Đường thanh 6.000 một ký tới 8.000 một ký. Hành lá hành lại lên giá 23.000 một ký. Hành tây 15.000 một ký. Ớt sừng có 15.000 một ký luôn. Có qua 15.000 một ký, dưa leo 13.000 một ký, mướp 10.000. Hành 30.000 một ký, hành củ hành tím. Củ tỏi 43.000 một ký. Dưa leo chỗ này 15.000. Nhìn đạt rất là ngon ha, 15.000 một ký. Rau muống 10.000 một ký. Rau má nhỏ 28.000 một ký. Đây cà chua đẹp á, 15.000 một ký. Có loại 8.000 một ký luôn. Hai bó rau lan 10.000, 10.000, 10.000. Dưa leo 120.000 một bịch 10 ký. Dưa lẻ thì 15.000 một ký. Canh 15.000 một ký, 20.000 một ký. Húng cây 20.000 một bó nửa ký, húng quế 10.000 bó nửa ký. Giáp cá 10.000 một ký, không đi được 25.000 một ký, lá son 5.000 một bó, lá chi tô 20.000 một bó, bó khoảng ký lô, lá giáp cá 8.000 một bó, bó khoảng ký. Cà rốt 60.000 một 10 ký. Nếu mà mua 1 ký thì 2,15 ngàn. Ở đây thì quý vị phải mua 1 ký trở lên họ mới bán nha. Và 1 ký trở lên thì sẽ được tính giá sỉ. Giá sỉ ở đây thì rẻ hơn chợ lẻ rất là nhiều nha. Đâu có 10.000 bó, có khoảng ký lô. Khoai mỡ 15.000 một ký, rốt 10.000 một ký, khoai tây 15.000 một ký. Đây là khu vực cổng đầu tiên của chợ đầu mối á. Lúc này Phương đi quay lúc này khoảng 5 giờ sáng á.
Chợ ở đây nằm trên số 141 quốc lộ 1A, phường Tân Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị nào muốn đi chợ đầu mối này mà không có rành đường thì ở trong cái điện thoại nó có cái phần Google Maps. Quý vị vào phần Google Maps, quý vị tìm kiếm cái từ khóa chợ đầu mối nông sản Thủ Đức thì cái ảnh của chợ sẽ hiện ra, và bấm vô cái ảnh đó thì ở dưới nó có phần chỉ đường đi á. Quý vị bấm vô cái phần chỉ đường đi á thì Google Maps sẽ chỉ đường quý vị tới chợ đầu mối này nha. Tầm 7.000 tới 8.000 một trái, có loại 10.000 một trái. Có đây chỉ là 13.000 ký. Cà rốt 6.000 một ký. Và cà rốt Đà Lạt 9.000 một ký. Củ cải 8.000 một ký, củ cải trắng. Củ dền 12.000 một ký. Củ hành 12.000 ký, củ hành tây. Bí đỏ 10.000 một ký. Củ sắn 8.000 một ký, củ sắn. Ốc sú tím 17.000 một ký, ốc chu bi 13.000 bọc khoảng ký luôn. Ốc chuông 3 màu, màu xanh, màu vàng, màu đỏ 25.000 một ký. Qua lên nhật trà cua nhỏ 10.000 một ký. Cái bó xôi này lên giá 35.000 một ký. Cái lá bút Đà Lạt 2 ký 15.000. Màu 12.000 một ký, nước 12.000 một ký. Bí đỏ 2 ký 15.000. Củ hành cái đây 12.000 một ký, củ hành tây nhỏ. Số hào 10.000 một ký. Cái ngọt 2 ký 15.000, cái xanh 2 ký 15.000, cái thìa 2 ký 15.000, cái ngọc 10.000 một ký, mình tơi 10.000 một ký. Mừng sinh lý 40.000 một ký, đuôi gà 35.000 một ký. Cua tỏi 45.000 một ký, cua tỏi tiếng 70.000 một ký. Cua tỏi Lý Sơn từ 90 tới 100-105.000 một ký, thì cả loại. Cua bự á. Cua hành tím ở đây từ 25 tới 35 tới 45.000 một ký, tới 40.000 một ký thì cả loại. Từ 25 tới 30.000 một ký. Ở chỉ thiên 25 từ 20 tới 25.000 một ký. Ở sừng xanh 30.000 một ký. Ở sừng vàng 25.000 một ký. Dưa leo sổ 60.000 bịch 10 ký. Có loại 50.000 bịch 10 ký. Chứ đỏ 70.000 bịch 10 ký. Có loại bí đỏ 60.000 bịch 10 ký. Bầu 70.000 bịch 10 ký. Ướp 60.000 bịch 10 ký. Cho 45.000 bịch 10 ký. Cho 2 ký 15.000. Mướp 12.000 một ký, bí xanh 13.000 một ký lên giá. Có loại 10.000 một ký, bầu có loại 12.000 một ký, có qua 13.000 một ký. Cà tím đây 5.000 một ký.
Và lan nhật 10.000 ký. Cô hành tây cái này 13.000 ký. Nếu quý vị có đi chợ đầu mối này á, mà đi từ hướng miền Tây về hướng miền Đông á, hướng An Sương về hướng Suối Tiên á, thì đi ra quốc lộ 1A, đi qua cầu vượt Bình Phước, nhìn phía bên trái là gặp chợ đầu mối liền nha. Còn nếu quý vị đi từ hướng Đồng Nai về hướng miền Tây á, thì đi từ hướng Suối Tiên về hướng An Sương á, thì cũng đi ra quốc lộ 1A, đi qua cầu vượt Sóng Thằng hơn một cây số, nhìn phía bên phải là gặp chợ đầu mối liền nha. Lúc này khoảng 5 giờ sáng á, khu vực này là chuyên bán sỉ ở trái cây số lượng lớn ở trong chứ cổng chợ A nha. Thì khu vực này là khu vực bán trái cây đa số là xoài, cóc, ổi, mít các loại á, chủ yếu là hàng trái cây ở dưới các tỉnh miền Tây đưa lên nha, xoài, cóc, ổi. Thì mùa này đang là mùa xoài nên là xoài rất là nhiều. Ở trong đây là khu vực này là khu nhà lồng của chợ á, ở trong các sạp, các kiosk ở trong đây. Thì lúc này khoảng 5 giờ, hơn 5 giờ rồi thì cũng có một số sạp họ bán hết á, họ nghỉ, còn số sạp thì họ vẫn còn hoạt động nha. Cũng có một số sạp thì họ hoạt động tới khoảng 10 giờ tới khoảng 11 giờ họ mới nghỉ. Có một số sạp thì giờ họ đã nghỉ rồi. Đây là khu vực chuyên bán xoài, bán rất là nhiều xoài. Xoài ở đây họ trưng bày rất là đẹp và bắt mắt nha, đủ các loại xoài. Thì xoài năm nay xoài cát Hà Lộc thì giá thì cũng khá cao á, tại vì năm nay Trung Quốc thu mua xoài cát Hà Lộc của Việt Nam mình lại, cho nên là xoài cát Hà Lộc được xuất khẩu đi rất là nhiều, nên leo vào cái giá rất là cao. Giá thì từ 35 tới 40 ngàn một ký là cái loại ngon nhất á. Mít Thái thì năm nay cũng được Trung Quốc thu mua lên, giá thì cũng khá là cao, rất là khan hiếm ha. Trái cây ở trong đây họ không có đề giá, cho nên là Phương nhiều khi không có chia sẻ giá được, tại vì Phương đi quay video Hưng Hoa hỏi giá thường xuyên thì làm phiền họ, nó cũng không có tốt, nó ảnh hưởng ha, cho nên là Phương không có dám hỏi giá nhiều. Lâu lâu có sạp nào thì Phương mới hỏi một lần thôi, còn hỏi thường xuyên thì sẽ không có tốt ha. Đây là vừa bán trái sabo. Sabo thì họ bán nguyên thùng, thùng khoảng chừng 20 kg tới 30 kg. Họ có bán lẻ từng ký ha. Ở trong đây phải mua nguyên thùng. Ở đây nhãn Thái nè, họ cũng bán nguyên thùng vậy nè. Những tiểu thương buôn bán lớn thì họ mới mua hết một thùng này ha. Còn những tiểu thương buôn bán nhỏ thì họ mua phía ngoài thì phía ngoài mua một ký thì được tính giá sỉ rồi. Và được lựa thoải mái, còn ở trong đây thì phải mua nguyên thùng vậy đó. Vừa này chuyên bán ổi nè, ổi là mít Thái mấy trái ở trong bịch đó màu trắng trắng, đó là dưa lê. Dưa lê họ bán bịch 10 kg tu đủ thì họ cũng bán nguyên thùng, thùng cũng từ 10 tới 20 kg họ có bán lẻ. Đây là vừa sợi cát Hà Lộc á. Sợi cát Hà Lộc thì họ cũng bán nguyên thùng như nè, thùng khoảng chừng 30 kg tới 40 kg họ có bán lẻ, và cái giá của nó khoảng chừng 30 tới 35 tới 40 ngàn một kg thì thuê loại
cái vườn xoài rất là lớn và nhiều xoài luôn ha. Những quý vị nào khi xem video mà chưa đăng ký kênh á, thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh để mỗi khi Phương ra video mới á, quý vị sẽ nhìn thấy video của Phương nha. Và nhớ nhấn nút like video, nhấn nút chia sẻ video của Phương lên mạng xã hội á, để ủng hộ Phương, để ủng hộ cộng đồng. Để Phương có động lực, Phương thường xuyên Phương đi quay video ở đây á, và Phương sẽ chia sẻ giá trái cây rau củ quả ở đây để quý vị biết giá nha. Ở đây á, là khu vực cổng hướng đông của chợ A ha. Chợ A thì chuyên bán trái cây á. Họ cũng bán từ 4 giờ sáng tới 1 giờ trưa thì họ nghỉ, buổi chiều họ có bán nha. Còn những tiểu thương buôn bán lớn thì họ mua vào ban đêm. Đêm thì chợ họp từ lúc khoảng 19 giờ tới khoảng 5-6 giờ sáng thì chợ nghỉ. Cũng có một số sạp thì họ bán luôn tới khoảng 10-11 giờ họ mới nghỉ ha. Đây là khu vực cổng chợ A, cổng đầu tiên của chợ A ha. Thì khu này chuyên bán sỉ các loại trái cây mà họ đóng nguyên một bịch 10 kg á. Thì khu này họ bán rất là nhiều loại trái cây của miền Tây. Từ thanh long tới ổi tới bơ tới nhãn tới cóc tới xoài. Rồi mận, dưa lê. Thì những cái loại trái cây đó là những loại trái cây khu vực miền Tây họ trồng ha. Trái sơ ri á. Đó. Để trái cóc, trái ổi, trái xoài. 50.000 bọc xoài keo. Xoài keo ở đây họ bán 50.000 một bịch 10 kg. Lấy vào bọc đi anh. Ổi, ổi gì mà 50.000 bọc vậy? Ổi đỏ vậy luôn. Ổi đỏ vậy luôn. 50.000 một bọc 10 kg á. Lấy vậy. Lại giống nhau. Bẹ quá. Mọi người loan rồi, châu 50.000 đồng. Cái gì ở ngoài đây? Mận An Phước á, họ cũng có đề giá ha, nhưng mà mận An Phước hôm nay thì cũng lên giá chút đỉnh này, chắc khoảng 100.000 một bịch 10 kg. Thùng bao nhiêu ký vậy? Không có lẻ hả? Không có bán kỹ mà. Một thùng bao nhiêu ký? Thùng mấy hả? 60 kg năm mấy ký. Dạ. Giá bao nhiêu, giá bao nhiêu chị? 58.000. Sầu riêng ri 6 hả chị? Cái này ri 6. Dạ. Cơm sạch miền Tây á. Dạ. Loại ngon nha. Người cam này rất là lớn, rất là nhiều. Cơm cam này á, nằm ở khu vực cổng hướng Tây của chợ A ha. 10.000 một ký, cơm đang nhập từ 3.000 một ký, cơm sò 20.000 một ký, cơm mỡ 18.000 một ký, tắc 18.000 một ký. Cam từ 28 tới 30.000 một ký. Chanh cái này 27 tới 30.000 ký. Cùng cải 3 bông 25.000. Cái loại bông lớn 10.000 một bông. Cái ngọt đây bán 12.000 một ký. Cái xanh 15.000 một ký cho thìa 12.000 một ký. Thank you.
cái này trà xanh 30.000 một ký, lá trà xanh. Cà rốt 2,15 ký, bức Đà Lạt. Mày có lấy gì em có luôn. Thôi bậy. Thôi. Mấy chua 7.000 ký, cá bốc 8.000 một ký. Đây. Học tươi 25.000 một ký. Cú giờ 13.000 một ký. Số gần 33.000 một ký. Số hàng 10.000 một ký, lý xanh 10.000 một ký. Và nhập đây từ 10 tới 13.000 một ký. Mấy trái à? Cái xu đó mấy đồng? Số gần 25.000 một ký, số gần nhỏ. Qua lâm mặt 20.000 một ký. 20.000 một ký. Cây sọ 20.000 một ký. Qua từ 10 đến 13.000 một ký thì theo loại. Tụi tỏi ra để sẵn ra nè 65.000 một ký. Tụi nguyên củ là 40.000 một ký. Ở Lý Sơn tính ngàn tới 100.000 ký. Tôi coi tím 80.000 một ký. Ở Lý Sơn ở đây họ bán từ 90 tới 100.000 một ký. Có loại 110.000 một ký luôn, cái củ bự lắm nha. Củ hành thì từ 35 tới 40.000 một ký thì theo loại. Ăn 5.000 một bó, hành tây 15.000 một ký, hành tây 13.000 một ký, cá thìa 10.000 một ký. Đó chụp không em? À rau cần tây lớn á, ăn 15.000 một ký. Cây su 15.000 một ký, dạ ông chị. Rắp 20.000 một ký, mướp 13.000 một ký, dưa leo 15.000 một ký. Dưa cải 25.000, số 12.000 một ký, ốc cải thảo ra lạp 13.000 một ký. Ớt sừng 20.000 ký à. Giờ cá thà là bao nhiêu ký chị? Dạ 40-50.000 ký. Lại cái này là loại ngon hả chị ha? Dạ. Loại này là loại ngon đúng không? Dạ. 40-45. Chính bơ không tên á, từ 25 tới 30 tới 35 tới 40.000 ký á, kiểu loại. Bơ da xanh Bến Tre có giá từ 25 tới 30, 35 ngàn một ký thì theo loại. Video này tôi quay vào ngày 14 tháng 4 năm 2024. Video của Phương đến đây cũng dài rồi, Phương xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã xem hết video của Phương. Quý vị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút like video, nhấn nút chia sẻ video để không bỏ lỡ thông tin mỗi khi Phương ra video mới nha. Xin chào tạm biệt.
và hẹn gặp lại quý vị bằng một video tiếp theo.